Ngày 12 tháng 8, mạng xã hội TikTok đăng tải một video quay lại cảnh một cô gái leo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để người đàn ông đi cùng quay clip mặc cho băng chuyền vẫn đang chạy. Nhiều người khi xem video đều cho rằng đây là hành động nguy hiểm, vừa không an toàn vừa làm xấu hình ảnh tại sân bay. Được biết video được quay tại sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng. Trưa ngày 12 tháng 8, trao đổi với phóng viên, ông Võ Quang Quốc, phó giám đốc sân bay Liên Khương xác nhận vụ việc xảy ra vào tối ngày 11 tháng 8 tại sân bay Liên Khương. Hành khách tự ý lên băng chuyền hành lý để quay phim và người quay phim đi trên chuyến bay từ Đà Nẵng và Đà Lạt. Theo camera an ninh tại sân bay, thời gian hành khách đi trên băng chuyền cho đến khi rời đi là 4 giây. Ông Quốc cho biết thêm, sân bay đang phối hợp với hãng bay xác định nhân thân của hành khách để làm rõ các vi phạm. Được biết trước đó ngày 22 tháng 7, một clip quay lại cảnh một cô gái thản nhiên ngồi trên băng truyền hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng gây bão trên mạng xã hội. Sau vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc.